thì là chúng tôi bên kia là bé bé lắm, không chưa có làm được cái gì đâu. Có công vừa may mặc lắm, vừa có đào bóc, có đào tổ chức. Do đó chúng tôi sung sướng mà thấy cái bên mình tuy là về già nhưng mà càng ngày càng có thêm những kiến thức, cũng như các anh các chị các bác đây. Anh mình tôi bắt từ mong vậy. Để cho chắc có lẽ mình cũng không nói dài dòng hơn. Thì cái con đường tranh đấu của mình không phải tới đây là hết, còn nhiều các cái phe phái chống đối phản trong nước còn nhiều, thì mình cũng còn vất vả. Mà tôi tin cái thắng lợi cuối cùng thì nó đã nằm trong tay dân tộc của ta. Đang bắt đầu, mình mới bắt đầu ra tới cái đường hầm, ánh sáng bắt đầu lên rồi. Chắc chắn là tôi cái sự thành quả APEC đã gọi là chấm dứt tất cả các sự nghiệp đấu tranh của các nhà chống cộng cực đoan sẽ chấm dứt sau cái kết quả của APEC. Thì lại qua cái hình ảnh và cái công việc làm của APEC thì cái căng thẳng, những cái căng thẳng không cần thiết giữa Việt Nam và Trung Quốc tự nhiên nó nhỏ bé đi thôi. Thật ra cái điều này thì là một cái thắng lợi lớn quá của cả nước. Chúng ta là những người chỉ đi góp những viên gạch vào trong cái bức tường độc lập của nước nhà. Trong vòng này bác Phương mạnh khỏe, Peter sáng nay gọi Phương con lên nữa. Cảm ơn anh Sâm Lộc đã gọi tôi ngày hôm qua. Và cảm ơn bác Peter cũng gọi cho tôi sáng nay nói chuyện cũng khá lâu. Vâng, cảm ơn tất cả bạn bè tác hữu, những người quen trước đây hay là những người mà sẽ là bạn của mình luôn luôn cùng với nhau sát cánh gửi lời nhân thăm bác võ Đông Cung. Trong những ngày nằm bệnh thì tôi nhớ nhiều thứ, còn nhiều thứ con đường khó khăn phía trước còn nhiều. Thì ra tôi hy vọng là tôi ngày nào còn sống thì vẫn phải tiếp tục, để cho một lúc nào tiếng nói của những người ở trong nước cũng như ngoài nước mà cùng với nhau nói một thứ thôi. Chứ còn tôi không có... Bác có mệt không? Nếu mệt rồi đừng nói nhiều. Vâng, thì thưa quý khán giả, thưa bác Phương, bác mới nói rằng con đường tranh đấu còn dài, đúng. Và nếu mà chúng ta đã đọc những quyển sách của Tự Lực Văn Đoàn thì Khái Hưng có cuốn sách Anh Phải Sống. Thì chúng ta lấy cái tinh thần Anh Phải Sống đó để chúng ta bắt buộc là cố gắng bằng những hơi thở của mình. Nhiều khi tôi, tại sao nhiều người hỏi tôi là năm nay 71 tuổi mà bác trông đúng 17 tuổi vậy? Tại vì mình nhiều khi mình cũng có biết mệt mỏi chứ. Nhưng mà tại vì mình cái mục tiêu của mình chưa hết, tại mình phải cố gắng này. Cái gì mình cố gắng mình cũng sẽ vượt qua được. Tại sao những người bộ đội ngày xưa họ đi qua cái đường mòn Hồ Chí Minh bằng đôi dép ở trong Nam gọi là dép râu đó, thì ở ngoài Bắc ấy gọi là dép cao su, thì mà họ đi vào rồi họ chiến thắng được thì cũng đó là cái tinh thần thôi. Thì lẽ nhiên trong cái hàng ngũ bộ đội thì có người ốm, người khỏe, người béo, người... nhưng mà rồi họ đi được hết. Tại vì cái tinh thần, tất cả cái gì nó cũng là tinh thần. Và bây giờ bác Phương nói thì cũng chỉ chúc cho bác Phương được bình sớm bình phục. Và hy vọng là ngày 6 này bác Phương sẽ tới hội ngộ với lại anh em của cựu chiến binh của bác. Trên giường bệnh mà bác Phương giữ cái mũ bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi quyết tâm chiến đấu bệnh tật, cầu mong bác mang khỏi bệnh và sức khỏe nữa. Dạ thì thôi, tôi cũng bây giờ đã cũng có hạn mà
bác sĩ thì cũng chưa cho nói nhiều, và tôi xin có đôi lời cũng nói với tất cả bạn bè đồng bào đồng chí trong nước. Ngày nào tôi còn sống thì con đường đi vẫn là con đường tiếp tục phía trước. Bây giờ thì tương đối khỏe lắm rồi, nhiều thứ lắm rồi. Cái con đường mà ngày xưa Bác Hồ đi đó là đáng. Xung quanh quân thù không có bao giờ mình nghĩ rằng có được ngày hôm nay đâu. Thì bây giờ nếu không có Bác Hồ, nói một cách thẳng thắn ra, nếu không có Bác Hồ thì Việt Nam chúng ta không có được như ngày nay. Chưa kể những cái thành quả của và Bác không được nằm cái phim trường tiện nghi như thế này. Mà chính Bác Hồ cũng vậy. Nên ngày xưa trong kháng chiến chúng tôi nói cái điều mơ ước của Bác Hồ là được vào Nam để thăm đồng bào đồng chí. Nhưng mà đến cái ngày thắng lợi rồi thì Bác Hồ đã mất rồi. Thành ra vì thế mà cái con cháu của Bác, người thì cũng còn nhiều lắm kẻ xấu, ở trong chính phủ cũng có, trong đảng cũng có. Nhưng mà rồi tất cả những cái đó nó sẽ bé nhỏ dần đi. Và Việt Nam một ngày không xa cũng trưởng thành như là Nga Xô, trưởng thành như là Trung Quốc và trưởng thành như những các nước khác. Thì cái điều đó là cái điều là tất cả toàn dân mong muốn. Tuy nhiên con đường đi tới đó còn nhiều khó khăn lắm, còn nhiều phá hoại lắm, chưa có thể gần ở đây. Vâng, thưa quý khán giả, tôi không phải xúc động về cái hình ảnh của Bác Phương nằm ở đây. Tôi xúc động về cái câu nói của Bác Phương, con đường của chúng ta còn dài. Và tôi đã hứa rằng Tổng thống John F. Kennedy đã nói, đừng hỏi Tổ quốc làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc. Tôi chỉ kêu gọi, tôi chắp tay tôi lại tất cả những người còn đang đấu tranh trong nước, những nhà dân chủ, Nguyễn Quang Nga, tất cả các bạn. Đức Phật có nói rằng buông con dao để đồ tể, các bạn sẽ thể ở thành Phật. Chúng tôi tin chắc rằng chính phủ và nhân dân Việt Nam đều tha thứ cho các bạn hết. Các bạn nghe thấy giọng nói của Nguyễn Vương Hùng, các bạn hãy hồi tâm. Chúng ta đều, các bạn ở trong nước, chúng tôi ở hải ngoại, tôi đã có quay về đây được, tại sao các bạn lại còn đánh phá đất nước? 300.000, 1.000.000, 800.000, nó không làm cái gì hết. Tiền bạc là phụ du. Cuộc sống của chúng ta mới là cái quan trọng. Hãy nghĩ tới đất nước của chúng ta các bạn. Tổng thống Donald Trump đã gửi một cái câu nói cho các bạn. Tôi đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu. Tất cả mọi người trong phòng này cũng phải, các bạn cũng đặt quyền lợi của quốc gia lên hàng đầu. Câu nói đó, ông Donald Trump đã chửi khéo các bạn bằng những lá thư mà các bạn gửi cho Tổng thống Donald Trump, bắt nhà nước Việt Nam phải thực thi nhân quyền trước khi mà làm tổ chức cái APEC. Thì cái vấn đề APEC nó là kinh tế, vấn đề các bạn đòi hỏi là vấn đề chính trị. Nhưng mà ông Donald Trump đã trả lời cái đòi hỏi của các bạn đó, hãy đặt quyền lợi của đất nước Việt Nam lên trên hết, đừng có đòi hỏi nữa. Tại sao 98 triệu dân người ta sống được? Ông Nguyễn Quang Nga, 10 cái nhà của ông đó, tiền ở đâu ra? Có phải tiền của Việt Cộng không? Ông sống nhờ cái nôi Việt Cộng này và ông có 10 cái nhà. Bây giờ ông đòi hỏi ông đấu tranh cái gì? Ông đòi là lập cái tự do báo chí. Tự do báo chí không phải là cái tự do như ông. Tự do báo chí không phải là tự do giống như là cấm nhà báo Nguyễn Phương Hùng được vào phòng họp. Cái đó là không phải tự do báo chí. Vâng, một lần nữa, để cho Bác Phương nghĩ. Bác Phương nói hơi nhiều. Tôi khóc. Xin các bạn, xin các vị linh mục
Phêrô Nguyễn Phương Hùng thì xin các cha quý cha. Con Nguyễn Phương Hùng cầu xin Thiên Chúa ban tất cả phước lành cho tất cả mọi người. Và xin Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Nguyễn Đình Tùng, Linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy Tân và tất cả các vị. Tại sao cả nước Việt Nam bao nhiêu giáo phận không có giáo phận nào lên tiếng, chỉ có giáo phận của Vinh. Hãy bỏ qua những cái lời mà chúng tôi đã có những trước đây. Nếu quý vị bỏ tất cả những cái gì quý vị đang làm để trở về với đất nước và dân tộc, tôi lại các bạn chắp tay lại tất cả các bạn. Đất nước của chúng ta ở đây, không có ai yêu đất nước chúng ta bằng người Việt Nam. Mà các bạn là người Việt Nam, các bạn đi chửi đất nước. Chỉ cầu xin như vậy thôi. Một sự hy sinh, cứ nghĩ rằng tôi đã làm được, các bạn, tất cả mọi người cũng làm được. Nên nhớ rằng không có gì khó hết. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đừng ngại núi, đừng e sông, chúng ta sẽ đi tới đích. Nếu mà ngại núi e sông thì chắc chắn ngày hôm nay không có nước Việt Nam này. Bước chân Bác Hồ đi 30 năm để tìm đường cứu nước, cộng tất cả các bước chân của các lãnh tụ trên thế giới không bằng bước chân của Bác Hồ. Lẽ đương nhiên chúng ta không thể nào bằng Bác Hồ được. Chúng ta chỉ bằng cái móng tay, móng chân của Bác Hồ thôi. Nhưng mà nếu làm được cái móng tay, móng chân của Bác Hồ thì đất nước của chúng ta sẽ phát triển như Bác Vương mới nói. Cầu mong dùng đất nước mình trong tương lai. Đất nước của mình trong tương lai sẽ được như vậy. Ông Nguyên Thủ tướng Rosler Philip, ông đã nói rồi. Việt Nam sẽ trở thành một đất nước phát triển rất lớn. Bởi vì cái tuổi trẻ Việt Nam bây giờ 42 năm qua không có bom đạn, không có chiến tranh, tuổi trẻ được tự do học hành. Lẽ nhìn đất nước phát triển. Các bạn ấy nhìn đi lịch sử Việt Nam gần 5.000 năm, bây giờ chúng ta là 4.914 năm. Còn mấy chục năm nữa là chúng ta 5.000 năm. Có bao giờ đất nước Việt Nam mình đón được một lúc 5 lãnh tụ trên thế giới? Mỹ, Donald Trump, Nga, Vladimir Putin, rồi Trung Hoa Tập Cận Bình, Abe của Nhật Bản, Ramon Ki của Đại Hàn, Lý Hiển Long của Tân Gia Ba. Tất cả các lãnh đạo ở các cường quốc trên thế giới, Thủ tướng Truman của Canada, 6 người đều tụ tập về cái mái nhà Việt Nam, thực hiện đúng cái mà tiên đoán của Bác Hồ. Việt Nam sẽ là nơi hội tụ của các doanh nhân của thế giới. Chúng ta phải hãnh diện điều đó. Một lần nữa, bỏ qua tất cả những gì tôi nói về các bạn, nếu các bạn hồi tâm quay trở lại, còn nếu không thì chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục nói về các bạn. Cái đảng Việt Tân mà cung cấp tiền bạc cho các bạn sắp sửa chết đến nơi rồi. Con tàu Việt Tân nó đang chìm, hãy nhảy ra khỏi tàu trước khi nó chìm. Đừng ngửa tay nhận những cái đồng tiền dơ bẩn nữa. Không có Chúa nào, không có Phật nào mà chứng giám mà phù hộ cho các bạn. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người.